Hello, xin mến chào tất cả anh em đã quay trở lại với Noka Sài Thành bên mình nha. Hôm nay thì bên mình vừa về Noka E72, mấy chục cây thôi, 20 cây thôi. Thì bên mình hiện tại đang có màu vàng gold. Đây màu vàng gold với lại màu trắng. Màu vàng gold bên mình cũng rất tiện chọn nha. Ở đây nó không bị hở cái phần phím với lại màn hình, nó không có bị hở nha. Đây màu trắng nè, trắng rất là trang nhã, hai màu đẹp nhất của E72. Bên mình chỉ nhập hai màu này thôi, không có màu xám, không có màu đen luôn, mình chỉ nhập hai màu này thôi. Đó, màn hình rất là đẹp, phím rất là bóng, camera nè, camera 5 chấm rất là ok. Con này có cảm biến, phím cảm biến như đây nè, và cảm biến phím này luôn. Thì E72 mình test chức năng thì đây nè, cái phím này thử nó nhạy hay không, mình chỉ cần vuốt qua vuốt lại thôi chứ không cần phải bấm phím chơi phím cơ khỏi nói rồi. Kiểm tra cảm biến này nè, nó vuốt lên vuốt xuống coi thử nó nhạy hay không đó, vuốt tốc độ nhanh thử nó xử lý nhanh hay không ha. Rồi mình bấm những cái số này thôi, những số này thử ok chưa, tại vì những số này thì mình thường gọi đi, mình bấm những số này thường xuyên nên vậy mình test ít nhất phải test những cái số này coi thử nó ok hay không. Rồi tiếp theo là vô menu, mình kiểm tra phím qua lên xuống qua lại coi thử nó có bị liệt phím gì hay không. Đó. Rồi ok. Rồi có phím đèn pin, mình bấm cái phím phản cách giữ lâu coi đèn pin nó hoạt động ok không, đó là chức năng blast luôn á. Rồi bấm giữ lâu là nó sẽ chuyển qua chế độ đó thôi, bấm giữ lâu nữa tắt. Rồi kiểm tra camera, camera thấy ok không. Rồi quay lại menu, mình vô bảng điều khiển nè, mình kiểm tra chuông lo đầu này kia thử ok hay không. Bên mình mà gồm máy pin sạc phiêu hành 3 tháng đó. Ok đó, rung ok luôn đó, kiểm tra thử rung nó ok hay không nha. Còn không rung thì có thể là do đây chưa bật rung nè, rung này có thể là đang tắt thôi, thì mình phải chỉnh lại chế độ bật lên. Nhằm khi mình gửi về thì anh em kiểm tra rung, thì nếu mà chưa có rung thì có thể bật lên nha, chứ bên mình đã kiểm tra test đầy đủ hết thì mới gửi đi. Rồi gồm máy pin sạc phiêu hành 3 tháng luôn nha anh em. Đây gồm có hai màu, anh em có thể lựa chọn đây, màu vàng và màu trắng. Màu trắng là trang nhã luôn, màu vàng thì cũng sang trọng đó. Để mình quay gần của cái màu trắng cho anh em xem đó. Trắng rất là đẹp, bên mình đã tiễn hết rồi, không có hở đâu, bỏ thay nhưng mà rất là chắc chắn đó. Rất là đẹp, mượt mà. Hoặc là anh em có thể lên trang web nogasathanh.com bên mình để đặt hàng cho nó luôn nha. Rất là cảm ơn anh em đã xem video, và nếu thấy hay thì cứ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và những dòng máy cổ từ bên mình ha. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.